Cái bụng đó. Cái đó là cái bụng đó. Quá gì chói rồi. Cái bụng của con muỗi đó. Đúng quá hả? Quá gì chói rồi. Con bụng con muỗi gì? À, cái con là cái bụng của con muỗi á. Nó hút nhiều máu thì cái bụng nó càng bự ra. Nó to, nó dài ra. Dạ. Quá khỏi rồi, khỏi. Ui, cái nữa, cái nữa, cái nữa. Không, cái này ai cũng có vậy rồi mà. Quay cái nữa đi, hỏi cái nữa. Hỏi cái nữa cho vui. Hỏi cái nữa. Thôi đi, nó gần chảy rồi, nó nghe không có thổi gì nữa hết trơn á.